kinh nhân mất cả nhà. Nam mô Bụt Hài Gia, Nam mô Tham Mai Gia, Nam mô Sang Hài Gia. Kinh lễ để được Phước Thạnh, kinh lễ để được Phước Sang. Kính chào cô tu nữ Như Pháp. Mến chào đạo hữu Hoa Tâm, Siết Meta, Siết Quyên Mộng, Siết Thi An Lạc, đạo hữu Thái An, đạo hữu Lê Tuấn, Siết Hạnh Kiểm, Siết Kim, đạo hữu Karuna, đạo hữu Hư Không và Siết Pháp Nguồn Lào Cai. Chúc quý vị một buổi sinh hoạt an vui. Hôm nay chúng ta sinh hoạt về những câu Phật ngôn mà chúng ta đã học. Và trước khi đi vào đề tài này, xin phép được tán dương ông Đức Tam Bụt Thù Ma Hê Si Hà Răng Các Thà Gá Tô Lô Phú Tà Mô Thóc Bá Gá Rù Hư Chệt Thà Cô Lô Cá Sá Sá Thà Chá Na Đầm Mắc Vô Quý Đồ Hoành Đà Má Hành Tầng Ná Rá Phù Chá Này Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng Tối Thần Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Từ Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Pháp Trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô ba đi bồ vi tát sa sa tu nô lô ca nó mần thát sa mu na ca rô cô sa pa nhu bút tháp pa ti phù ti sanh nhá tu hoành đà ma hành tăng ná ra phù. Cha này giá cần pháp bảo vi nhẫn vàng như lai soi sáng vẹt màn cô minh. Phá tan làm lạc dũng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân phu quý sư thù thú gá tá sá xà quốc cô thích khà thú cà mù quá rá thầm má xích thá cô niền đà bá sân xà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng ná rá phù. Cha này giác cần tăng bảo thiên ba mật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tình ác tế gia tê chê ná sức tha mê ê tu quá thanh năng ta xà bí à nú khoa quê ná xá hát xà dê ná xá chà tu. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Hôm nay đề bài nội dung buổi sinh hoạt là chúng ta đã học qua 11 bài trong các phẩm già và đã kết thúc. Trong phẩm già này chúng ta hãy chọn ra một câu để chúng ta đi vào nội dung buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Có nghĩa là trong đạo tràng của chúng ta, vị nào tâm đắc cái câu Phật ngôn đó và mời vị đó đứng ra trước khi phân tích, trước khi mà nói về sự tâm đắc của mình, thì đọc qua một lần, đọc qua một lần rồi đi vào nội dung. Chỗ nào nêu lên những thắc mắc, chỗ nào nói lên cái vấn đề mình thích, mình khoái, mình tâm đắc, mình ưng ý, thì đây là một điều để chúng ta học hỏi lẫn nhau qua một chủ đề. Ví dụ, hôm nay đạo tràng của chúng ta ngày hôm nay là ngày thứ ba ha, Siết Meta để ba đảm bảo thọ trì quy giới. Vậy thì ưu tiên trong phẩm già này, Siết Meta sẽ chọn ra một câu Phật ngôn. Siết Meta có thể nói thích cái câu Phật ngôn đó,
À, bởi vì có những cái điểm tương đồng, thích nghi với chính bản thân mình, rồi đem ra câu Phật ngôn đó trình bày để cho quý vị có thông cảm hay không, và có những cái điểm mà có thích hợp với quý vị hay không, rồi quý vị sẽ đặt câu hỏi, quý vị có ý kiến qua câu Phật ngôn đó, có ý kiến thế này, qua câu Phật ngôn đó tôi không thích cái này, và cái người đưa ra câu Phật ngôn Siết Metta phải giải thích cho người ta hiểu. Đây là một buổi sinh hoạt mà chúng ta, xin lỗi, Chư Tăng chỉ ngồi chứng minh. Quý vị coi như là cứ mạnh dạn, coi như đây là cái nhà của mình đi ha. Tôi có ý kiến thế này, rồi không tôi không có ý kiến đó, người người coi như đồng ý, người thì phản bác thế này thế kia, nhưng mà trong nội dung của câu Phật ngôn mà Siết Metta đưa ra, alo, như vậy bây giờ Siết Metta câu Phật ngôn nào thích nhất đưa lên con số đi, rồi chúng tôi sẽ đưa lên câu Phật ngôn đó, và chúng ta đi vào buổi sinh hoạt, tức là mỗi người đều đóng góp ý kiến qua câu Phật ngôn đó, mà chủ trì chính là Siết Metta, tức là sau mỗi ý kiến Siết Metta ghi nhận và có ý kiến thế nào, hoặc là các em mời tiếp, để rồi khi mà gần kết thúc á, Siết Metta sẽ đúc kết lại câu Phật ngôn mà chúng ta đang sinh hoạt. Alo, quý vị hiểu không? Rồi bây giờ Siết Metta trong 11 câu Phật ngôn đó thích câu Phật ngôn nào? Siết Metta đưa tay xin mời. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ bạch ngài, kỳ rồi thì ngài đưa ra cái câu nào mà nó cũng như là nó bao hàm được trong cái phẩm đó, rồi chúng con theo đó mà có ý kiến thì chắc là dễ hơn, chứ con thì con thích câu này rồi người khác thích câu kia, rồi nói lên rồi nó loãng sao. Thôi bây giờ con xin ngài là ngài đưa ra cái câu nào mà nó là tóm tắt được cái ý chánh ở trong cái 11 cái câu trong cái phẩm già đó. Dạ con xin ngài cứ đưa ra đi, rồi tụi con có ý kiến chứ con. Thôi cái đó con xin là kính ngài là con dành cái phần cho ngài tóm tắt cái phẩm già này đi. Dạ con xin cảm ơn cho ngài. Alo, 123, 123. Siết Metta khiêm tốn ha. Mỗi người có cái cá tính khác nhau. Tức là người có tính tham, tính sân, tính si, tính tầm, tính giác và tính tưởng. Sáu cá tính đó, cho nên không ai giống ai, năm người mười ý. Bây giờ thì trong cái phẩm già này là ưu tiên cho cán bộ, tức là Siết Metta ha. Trong 11 câu này thì cũng phải có tâm đắc một câu nào. Khi mình tâm đắc á, mới hăng say, mới nhiệt tình trong công việc. Chứ bây giờ bảo chúng tôi đưa lên một câu, mà cái câu này nó không thích hợp với cá tính của Siết Metta hay sao? Thì bây giờ ưu tiên cho công bộ Siết Metta muốn chọn câu nào thì cứ nói lên câu đó, chúng tôi sẽ đưa vào học thêm, rồi chúng ta sinh hoạt ha. Rồi Siết Metta con số mấy, rồi ra con số mấy, con sáu số nào đây?
11 con số, 11 bài mà chúng ta đã học. Bây giờ con số nào? Bây giờ xin mới đa cái đường số nó lên đi. Rồi chúng tôi rồi xa thú bằng tay Siết Mê Ta. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính cảm ơn Ngài. Nếu Ngài nói vậy thì thôi, còn trong cái phẩm già này thì lẽ ra thì hai cái câu cuối cùng là 155 và 156 là cái tích sự sau cùng mới vừa học rồi hôm bữa thứ bảy đó. Thì thôi bây giờ con thích cái câu cuối cùng là 156 bạch ngài. Thì con thấy cái câu đó là nó thích hợp với cái hoàn cảnh của con, với cái tuổi tác của con, với nói chung là con rất là thích cái câu cuối cùng. Dạ, bây giờ Ngài nói là con đọc lại. Dạ, thôi, con để Ngài tóm tắt. Dạ, con xin trả mic cho Ngài. Alo. Thích Mê Ta không nên bán cái. Hôm nay cái ngày của quý vị, quý vị làm chủ tình hình, ôn bài, tức là bài đã học rồi, thì bây giờ ôn lại, cái nghĩa là chúng ta đi sâu vào nội dung câu Phật ngôn này. Thì đây là cái quyền của quý vị, tức là Thích Mê Ta phải đọc theo giọng kinh, phải đọc theo giọng kệ, rồi ý nghĩa khỏi cần phân tích, khỏi cần phân tích, đi thẳng vào nội dung. Lúc trẻ không hoàn mạnh, không tìm kiếm bậc đèn như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Thì bây giờ nội dung cái câu Phật ngôn này, tại sao lúc trẻ không hoàn mạnh, tại sao không tìm kiếm bậc đèn? Tức là chúng ta đi thẳng vào vấn đề, coi như nội dung, mục đích của cái câu Phật ngôn này nói lên cái gì, để rồi bây giờ chúng ta già cả nhìn về dĩ vãng, chỉ biết than đất thở trời, ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, khổ tung hành không hết những ngày xưa. Đó là bài Hổ Nhớ Rừng. Rồi xin mời Siết Mê Ta ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con đã chọn câu 156, bây giờ con xin đọc lại. Acharitva Brahmachariyang Alattha. Dạ, con kéo xuống trở lại. Acharitva Brahmachariyang Alattha Yopane Thanang Senti cha na ti khi na wa bu ra na ni anut thu năng. Con xin đọc lại lần nữa. Acharitva brahmachariyang alattha yopane thanang sen ti cha ba ti khi na wa bu ra na ni anut thu năng. Acharitva Brahmachariyang Alathayopanethanang Senti Chaba Tikhinawa Buranani Anut Thu Năng. Dạ, câu pháp cú này Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch là: lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Dạ, còn Hòa Thượng Tâm Cao thì đã dịch là:
những người, con xin đọc lại, kẻ không sớm biết tu hành, chẳng lo tài sản để dành mai sau, như cung vô dụng gãy đầu, nhìn về dĩ vãng rầu rầu thở than. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Tâm Cao. Dạ, thì qua cái câu Pháp Cú 156 này thì chúng con đã thấy là Đức Phật đã nói là cái lúc trẻ đã còn trí tuệ, còn minh mẫn, sức sung còn sung sức mà không có chịu tu hành, rồi cũng không có chịu làm việc để kiếm bạc tiền để mà sinh sống và tiếp tục lo trong cuộc đời của mình. Rồi nếu là phàm nhân thì đương nhiên là phải có gia đình, có chồng, có con, có vợ, có con, thì để lo thân mình, rồi lo lo nuôi con, nuôi cái, rồi lo trả ơn cha mẹ, trả nợ cũ, rồi lo nợ mới, rồi còn phải để dành dụm, rồi lo tích góp, rồi lo làm phước, có để mà làm những cái việc thiện để mà có được cái phước báo dành dụm. Thì nếu mà không làm như vậy thì tất nhiên là sẽ không được gì hết, không tự lo cho bản thân mình, không lo được cho cha mẹ, không có lo được con cái, rồi cũng không có tạo phước gì hết. Rồi lại nữa là không có tu hành gì hết, thì cuối đời đến lúc trung niên đã qua rồi, thời thiếu niên không có làm, rồi trung niên cũng không làm, rồi tới lão niên thì đương nhiên là không có được gì hết. Cuối cùng rồi mất sạch hết, tài sản không có, rồi phạm hạnh tu hành cũng không có. Thì như là cây cung bị gãy, mà cây cung bị gãy rồi thì đâu có làm gì được, thì coi như là mất hết. Đến chừng đó thì trí tuệ đã không còn, rồi xác thân thì bị suy giảm, thể lực không còn, trí tuệ không còn, không có làm gì được, mà không có dành dụng được phước báo, rồi cũng không có được tài sản gì hết. Rồi như vậy thì như trong tích sử của cái câu này á, là hai vợ chồng phải đi xin ăn, thì lúc đó ngồi thở than tiếc nuối dĩ dạng thì cũng đã quá muộn rồi. Thì con thấy là qua cái câu này, Đức Phật đã qua cái tích sự này, thì chúng con thấy là chúng con phải dạ, xin lỗi là quý vị trong đạo tràng còn nghe được âm thanh của con không? Dạ, con thấy là ồn quá thành ra. Dạ, cảm ơn cô Phật Hùng. Dạ, con kính cảm ơn Ngài. Dạ, cuối cùng thì tay không còn gì hết. Nhà cửa không có, tài sản không có, không có được cái gì để mà ăn nữa. Thành thử ra là phải lang thang đi xin ăn. Thì qua câu này con thấy là chúng con phải lo cho cái thân của chúng ta. Thì bây giờ như con thì đã đến tuổi lão niên rồi, thì cũng may mắn là con đã cũng có được cái phước là con biết được Phật pháp, mặc dầu rất là trễ, hơn 60 tuổi thì con mới biết, mà đó là con biết là Phật
bên Phật, Phật giáo Bắc Tông thôi. Rồi đến năm 2017, tất nhiên là mới có hơn 4 năm nay, gần 5 năm, thì con mới biết được Phật giáo Nam Truyền. Thì đây cũng là một cái phước của con cuối đời. Dù rằng đã trễ nhưng mà cũng còn gặp được Phật Pháp thì, cho nên con rất là tâm đắc cái câu này, là dẫu sao thì con cũng có được cái phước cuối đời, và con đã đi đúng đường, đã có cái duyên may, đã đi gặp Phật, Phật giáo Nam Truyền, và con đã nghe những lời giảng dạy của quý Ngài, rồi con đã thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, mặc dầu rất là ít, nhưng mà cũng có được giúp ích để mà khi mà con chấm dứt cuộc đời, con có cái tới cái chết thì con cũng có được chút ít để mà mang theo. Thì qua câu này con thấy là đối với những gì mà ở trong room này đó, thì thật sự mà nói là quý vị còn trẻ hơn cái ta rất là nhiều. Có như cô Pháp Nguồn thì cô nói là tuổi tác của cô chỉ bằng phân nửa của mấy ta, hoặc là có những cô còn trẻ lắm, những Phật tử còn trẻ lắm. Thì đó là một điều mà mẹ ta xin chúc mừng cho quý vị trong đạo tràng đã đến với Phật giáo Nam Truyền. Đó là một điều hết sức là tốt đẹp, và mẹ ta xin chúc mừng cho tất cả quý vị đã đến với Phật giáo Nam Truyền còn ở tuổi trẻ, ở tuổi thiếu niên hay là trung niên, chứ không phải đến lão niên như mẹ ta. Thì qua cái câu này con thấy là nếu quý vị còn trẻ thì quý vị theo như Đức Phật đã dạy thì chúng ta phải mau mau là phải lo tu hành, rồi phải lo tìm kiếm bạc tiền, có nghĩa là mình phải lo làm, tận lực mà làm để sau này khi già rồi thì không làm nổi. Quý vị ơi, và cái đó là cái điều mà mấy ta thật lòng mà rất là cũng như chúc mừng cho quý vị. Và chúng ta còn trẻ, trí tuệ còn sáng suốt, rồi bản thân cũng còn sung mãn, thì cứ làm hết sức mình, rồi phải biết tu hành để mà tạo được cái phạm hạnh để đến già, đến lúc tuổi già, đến lúc ra đi thì có để mà mang theo. Và tất cả những cái gì con có nói lên trong ngày hôm nay thì thật sự mà nói là tất cả tấm lòng của con, tất cả những cái gì mà con tâm đắc trong câu này thì con có bao nhiêu đó. Và con kính cảm ơn Ngài, và con kính cảm ơn đạo tràng, và con xin trả máy lại cho đạo tràng, và xin kính mời quý vị kế tiếp ạ. Sa thủ Thích Ca Mê Ta. Hôm nay Thích Mê Ta sẽ chú tọa hay là chú trì trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay, và rất là tâm đắc với câu Phật ngôn 156, nói lên cái quan điểm, nói lên cái sự coi như là trùng khớp với tâm trạng của chính mình. Và sau khi mà trình bày xong như vậy, thì chúng ta phải mời người khác lên ha. Tức là ví dụ như trong khi mình trình bày, có những người họ tán đồng, có những người họ phản đối, thì họ tán đồng, họ hoan hỷ với sự trình bày của mình, họ đưa lên những cành hoa,
họ đưa lên những trái tim hay là những cái này kia, thì đó là họ quan hệ với mình. Thì hãy nhìn vào đó để mời những người đó tại sao tán đồng, tại sao lời nói của tôi mà quý vị nghe lại cảm thông, hoặc là có những cái câu tế chát gọi là trái ngược, thì phải mời cái người đó để họ cho mình biết ý kiến trái ngược đó. Như vậy thì trong cái sự sinh hoạt có cái vấn đề thuận và nghịch, có thảo luận thì chúng ta mới tìm ra sự thật. Chứ nếu không thảo luận thì làm sao mà chúng ta tìm ra sự thật được? Tức là đi sâu vào nội dung của câu Phật ngôn này. Rồi mời chúng ta bây giờ coi thấy mặt ai dễ ghét thì mời đi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, như Ngài nói thì con thấy chắc là cô Kim cũng đã đồng ý với Metta. Thì xin cô Kim và Metta xin mời cô Kim cho biết ạ. Con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Phước Thạnh, Sư Phước Sang, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Xin quý vị cho biết có nghe âm thanh của con rõ không? Chư tri pháp nguồn là cây, vỗ tay đẹp đẹp, dẹp vũ dữ gì? Sống cho tim nó đi. Thấy cái tim của tôi cho cô Mít Trà không? Trời ơi, tim thiệt luôn đó. Tim còn tư gối luôn đó. Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai, cảm ơn cô Mít Trà, cảm ơn Sư Phước Sang, rất rõ. Cô Mít Trà, cô nghe Sư Chí Đức nói đó, thấy mặt người nào dễ ghét mời người đó lên. Cái mặt tôi có dễ ghét không mà cô mời tôi lên vậy trời? Sư nói rõ ràng luôn nha, nói rõ ràng nghe, rõ ràng luôn nha. Thấy người nào mình ghét mời lên, trời ơi, tôi đâu có quán thù với cô đâu. Cô thấy mặt tôi dễ ghét như thế nào, tôi đâu có gặp mặt cô đâu, cho cô mời tôi lên vậy. Còn sư đừng có nói con chế vô nhiều chuyện nha. Sư nói thấy người nào đồng ý, người nào không đồng ý, rồi thấy người nào, chẳng hạn thấy người nào mình ghét nó mời nó lên. Vậy hồi con thấy Pháp Môn Lầu Cai dễ ghét mà con cứ mời lên. Con gái nói ghét là yêu à? Không, tôi không phải con gái, tôi bà già. Tôi là bà già chứ không có con gái gì hết trơn. Cái này con gái mẹ hay là mẫu hậu đó. Thôi nói tóm lại để chia sẻ cái này đi. Bữa nay cũng không có ai vô nhiều, thấy có vô nhiều đó mà tên lạ không hà, không biết mời người ta có lên không hả? Cũng là phụ nữ, nói qua nói lại kéo đầu tôi lên để chia sẻ thôi. Dạ thôi con, tại vì câu 155 và một câu 156 đều cùng một tích sự hết. Cô Mít Trà đã đọc câu 156 rồi, để con đọc câu 155. Tại vì sư nói đó là khi mà lên nó chia sẻ ha, banh sẻ ha, cắt sẻ gì đó thì phải đọc câu kinh đó trước hết rồi mới chia sẻ bổ sẻ vậy đó, cắt vậy đó, thì con phải đọc trước. Hồi nãy thì cổ đọc 155 rồi, 156 rồi, bây giờ con đọc 155 ạ. Acharitoa ramachi yang alattha yopane thanang chinh nakhon cha wacha yam kikhi namatche wapan dale. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Thường câu này thì con thấy tất cả mọi người đều nghĩ rằng lúc trẻ mà không tìm, không lo tu hành, cũng như tích cực làm ăn buôn bán hay tu tập thì già sẽ không còn tài sản gì để mà lo cho thân sao. Nhưng thật ra cái này chỉ một khía cạnh trong cái cuộc đời mà Đức Phật muốn ám chỉ thôi. Ở trong đây hai câu kinh Pháp Cú này, 155 và 156, cái hai câu mà Đức Phật muốn nhấn mạnh đó là hai câu đầu tiên hết đó. Tại vì hai câu này đều lặp lại cái câu đó hết, là Acharitoa
Acharitoa Ramachari Yang Alaptha Yopane Thanang. Cái chữ trẻ Acharitoa Ramachari Yang là phạm hạnh với trẻ, với là Thanang. Thanang ở đây là nghĩa là tài sản. Tài sản ở đây mà trong kinh Đức Phật này không có nói về thế sản đâu, như tiền bạc của cải, như chúng ta thường tưởng, mà Ngài nhấn mạnh luôn cả hai loại thế sản và thánh sản. Thế sản là những tiền bạc mà chúng ta có rờ mó được, như đồng vàng, tiền vàng, xu cắt gì đó, hay là những tài vật bình chanh ảnh gì đó mà nó có giá trị của thế gian, đó là thế sản. Còn thánh sản là những gì cái ba la mật chúng ta tu tập, những phước thiện, phước lành gì đó, theo như trong kinh mà Đức Phật muốn nói đó là thập thiện và thập phước hành tông. Thập thiện thì nó ra từ ba cái cửa, những điều thiện, điều lành mà chúng ta làm từ ba cửa thân, lời và ý. Thân gồm có, thân thì không nên sát sanh, không nên trộm cắp, ăn trộm, ăn cướp gì đó. Thứ ba, không có tà hạnh, tà dâm, dê gái, đe he gì đó. Dạ con cảm ơn sư đã đưa lên con đọc rồi mà. Về lời á, thì đừng có nói dốc, đừng có nói đâm thọt, đâm đầu này thọt đầu kia cho quậy lên, cho hai người ta gây lộn với nhau, mình đứng giữa cười he he he, nó ngu quá, nói tình nào nói, rồi bị quả báo. Rồi nói lời lỗ mãn, tức là chửi tục, nói tục, ôi nói đời cay đắng gì đó, tức là chửi mà chửi một tiếng thôi, rồi là nói chửi mà chửi và bà con dòng họ mình chửi những tiếng mà thôi, nghe thấy rùng rợn quá. Rồi nói nhảm nhí nữa, tức là nói nhiều chuyện, chuyện này chuyện kia, nói lùm la không có quởm, không để thì giờ để nói, để cho cái miệng nó không liền cha non nữa, nói bá lá bá xàm đó, là đó là về lời hay là khẩu. Về ý thì không có nên tham, sân si và tà kiến. Rồi tham thì vô bờ bến, tà kiến, tham không tà kiến vậy đó, lum sân thôi, sân nổi giận, rồi sân không phải nổi giận, không có gồm có ganh tị, bỏng sẻn nữa, hối hận nữa đó. Rồi tà kiến thôi, tà kiến mà dễ sợ lắm, đụng đâu tin đó tùm lum tùm la hết đó. Thì ba cái điều đó. Còn thập phước hành tông thì Đức Phật cũng đã dạy rồi, thì mình phải bố thí, trì giới, tu tiến, tức là tu thiền cũng vậy, cung kính phụng hành, nghe pháp, thuyết pháp, hồi hướng, hoan hỷ với những cái phước mà người ta đã làm. Mình không có tiền, mình đứng hoan hỷ thôi cũng được, nhưng hoan hỷ nên cũng nguy hiểm lắm, người ta làm bậy bạ vậy đó cũng hoan hỷ theo những cách nhắc luôn. Dạ, nói về hoan hỷ những phước thiện mà người ta làm mà mình thấy rõ ràng đó. Còn cái tâm ý người ta muốn gì thì đó chuyện của người ta. Chẳng hạn người ta thấy người đói, người khổ mà người ta giúp đỡ thì mình hoan hỷ cái đó. Còn người ta muốn ý, người ta muốn khoe khoang gì đó thì đó là do cái ý của người ta. Dạ. Còn cái quan trọng trong cái 10 thập phước hành tông này, theo như con nghe mấy sư nói, cái thứ 10 đó là quan trọng nhất, tức là thay đổi cái chi kiến của mình. Đó, cái quan trọng nhất. Thì những cái đó là đều là tu phạm hạnh đó. Phạm hạnh là giống như trong mát, đó là phạm thiên, tức là phạm thiên không có sanh, nó tu hành dữ dằn lắm, thành ra chết rồi được lên trên mấy cảnh trời sắc giới với sôi sắc giới đó, thì rất là hay. Còn tìm kiếm bạc tiền thì Đức Phật cũng dạy, lúc mà trẻ thì ta còn nhiều năng lực, trí tuệ còn dồi dào, sức khỏe còn khỏe mạnh dồi dào, thì nên dùng sức lực đó mà làm việc, học hành, rồi ra đời làm việc, rồi bất cứ làm gì, buôn bán cũng được, làm kỹ sư, bác sĩ, làm nghệ nông, thư ký, miễn có làm để mà nuôi sống thân mình, và nếu mà có vợ con thì giúp đỡ trong gia đình, cha mẹ của mình, trả hiếu cha mẹ mình. Thì cái điều đó là trong 38 phẩm mà Mangala Sĩ Tăng đó, mà Đức Phật đã dạy đó, thì có đủ hết. Đó là những cái phạm hạnh gọi là ưu tiến từ thấp lên cao, thì mình đã làm hết đó. Nhưng cái điều thắc mắc tại sao mà Đức Phật tuyên bố dưới trong chùa các vị tỳ khu á, Đức Phật cười thấy hai vợ chồng của người
Mahathana Sakthi này nè, Sakthi là người, Sakthi có nghĩa là người người tỷ phú, người triệu phú á. Maha tức là Thana là tài sản, Maha là lớn, người mà triệu phú có nhiều tài sản lớn. Thì sanh một gia đình thì Bà La Môn họ rất nhiều tà kiến, họ cứ thấy một gia sản của mình nhiều giống như vậy, chắc là con cháu mình ăn cái đời con mình rồi cháu rồi chắc tụi nó đó nữa, liên tục giống vậy thì không bao giờ mà hết tiền đâu, đâu có dạy con cái mình để tu. Mặc dù tu Bà La Môn cũng được, tu Bà La Môn thì nó cũng giữ giới, nó cũng ăn chay, nhưng mà nó tà kiến thôi, nó không tin vào những lời Đức Phật dạy, nó tin vào nó nói nó là con cái của Phạm Thiên, mà Phạm Thiên ở trên trời, trên trời sắc giới thì Phạm Thiên còn phải dưới quyền của Đức Phật nữa. Thì đó là một, đó là một tà kiến, nó tin tưởng vào cái đó thì không có đúng. Nhưng mà tại vì nó học, nếu nó học pháp của Đức Phật thì nó biết cuộc đời phải vô thường rồi, nó không có thượng hành. Mà cái cha mẹ của người này thì đừng có kêu nghe, tắt điện thoại đi. Thì nó nghĩ rằng nó thường kiến, tức là nó sanh trong nhà giàu, con nó sanh trong nhà giàu thì con cháu của ta cũng sanh trong nhà giàu, tại là thường kiến mà. Dạ. Nhưng nếu mà học nhiều câu kinh Pháp Cú đó, con nhớ lại những giờ có những người mà trong nhiều thời trong quá khứ họ đã làm những điều rất là tầm bậy tầm bạ, tức là rất là ác đức, thành ra kiếp này á thì họ đã chịu quả báo rất là dễ sợ. Như là cái ông gì mà con quên tên rồi, cả cuộc đời chỉ ăn cứt thôi, ăn cứt thế mà lớn vậy, ăn một cách ngon lành, ăn một cách giấu giếm, mà cũng biết người ta biết mình ăn đồ bậy đó, cũng ăn giấu giếm thôi, đứng một chân giơ tay gì đó, đại khái vậy. Giống như cái nghiệp của họ, họ ăn cái đó, mình nghe cái mùi mũi là muốn mửa rồi, mà cái ông này ổng ăn rất là ngon lành, giống như con chim trên trên á, nó hay ăn xác chết những gì, cái mùi gì thúi nó càng ăn, con dòi thì cái gì nó cũng bu vô nó ăn hết, là đại khái là như vậy. Thì có một cái ngày mà cũng là rồi thêm một ngày chu lớp hành ta khác, là ông này cả một đời đọc có bốn câu kệ mấy tháng trời không có nhớ, phải đọc câu một câu trước thì quên câu sau, đọc câu sau quên câu trước, đại khái 4 tháng là quên, tức là quên mà quên khủng hoảng luôn, tức là ông anh ruột của ngài Chula Phân Sắc Khá đó thì nói trời ơi đừng có vô đây học nữa, học có 4 câu kệ à, mà không nhớ nữa thì mấy học kinh điển sao làm sao mà nhớ được. Mặc dù ngài Maha Phân Sắc Khá là anh ruột của ngài Chula Phân Sắc Khá đó, là một vị A-la-hán, nhưng cái tầm nhìn của một vị A-la-hán cũng không có bằng một tầm nhìn của vị Sam Phú Thô, vì chánh đẳng chánh giác, nên ông không nhìn thấy xa được. Nhưng cái này do cái quả báo thôi. Cũng như còn một người nữa là Thái tử Asacha-tú đó, thì đáng lẽ nếu mà không có sự tham lam thì ông này cũng cái này không, chưa nói tới. Còn một người nữa con quên, đại khái là cái người đó. Rồi có một vị giờ, có một vị cũng là một vị tỳ khu mà suốt cả một đời đó không có một được một mũi cơm được đầy đầy đủ, lúc nào cũng đói 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 và đói, cho đến cuối cùng cái ngày cuối cùng mà ngài ăn một bữa ăn đầy đủ do sự giúp sức của ngài Sariputta thì ăn cái đó, thì lúc đó đắc A La Hán. Thì con nghĩ rằng cái cặp vợ chồng này, khi mà Đức Phật tuyên bố hai vợ chồng này cũng là người tu hành có nhiều ba la mật thứ dữ rồi, bà vợ chỉ thua ông chồng có một cấp thôi. Đức Phật nói nếu mà thời còn trẻ đó, thời thiếu niên mà hai vợ chồng này vô trong chùa tu á, nghe pháp á, thì người chồng thể đắc quả A La Hán, người vợ thì A Na Hàm, tức là tứ quả người tứ quả tứ đạo tứ quả, người vợ thì tam quả tam đạo tam quả. Và tới thời trung niên ở giữa thì ông chồng đó là A Na Hàm, tức là tam đạo tam quả, người vợ thì cũng không vừa, cũng thứ nhị tu Đà Hàm, thì cũng là nhị đạo nhị quả. Mà giờ có cuối cùng già cũng nghĩ gần chết rồi đó mà vô trong chùa tu đó, thì cũng tệ lắm, ông chồng cũng là nhị đạo nhị quả, còn bà vợ thì cũng vô dòng dự lưu. Nhưng mà tại sao không được, mà tại sao Đức Phật không cứu?
Có lẽ Đức Phật nhìn thấy cái nghiệp của hai người này nó quá nặng đi, không thể nào giúp được hết. Bằng chứng có giúp thì họ cũng không nghe được, không có thể mà giúp được. Những người mà Đức Phật giúp được thì Ngài thấy có thể vô dòng thánh được, như Ngài Angulimala giết 999 người, mà sắp sửa giết luôn cả người mẹ của mình đó, để đủ 1.000 người, để mà làm đầy đủ báo cáo với ông thầy ba trợn của mình, ông thầy xấu xa này. Thì Đức Phật nhìn thấy cái quả của Ngài cũng có được tốt, Đức Phật mới để vô, Đức Phật mới để ý, Đức Phật đi dùng thần thông để cho cái Ngài Angulimala được. Rồi đây khi mà Ngài Angulimala, mình là người tài giỏi, văn võ thông toàn mà kinh công dữ lắm, sao mà chạy cái ông già này chạy hoài không được tới vậy, mới kêu Đức Phật dừng lại đi. Đức Phật nói ta đã dừng rồi. Thì ông này nói tôi đâu thấy ông dừng vậy đâu, tôi chạy muốn chết luôn vậy đó, cũng không nắm được chéo áo của ông chẳng hạn như vậy. Thì Đức Phật mới nói là ta đã dừng rồi. Ngài dừng cái gì? Thì dừng không có tham sân si nữa. Thì Ngài cho một bài pháp, Ngài nói đó, thì dĩ nhiên Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, cái giọng cái tiềm lực nói của Ngài nó xoay xối vô nhiều đời nhiều kiếp của Ngài Angulimala. Thì Ngài nó mới giật mình tỉnh giấc lại qua cơn mê, mới biết rằng cái sự giữa cái sự tốt và sự xấu thì mình nên chọn cái nào. Thì những vị là Chu La Phong Ta Khá, mấy các rất nhiều người con không nhớ rõ, nhưng khi mà Đức Phật để ý tới, và chính cái thằng nhãn của Ngài, cái thần thông, cái nhãn thông của Ngài đó, cái sự hiểu biết, cái nhìn thấy của Ngài đó, thì Ngài biết rằng cái người này có khả năng được vô dòng thánh. Thì Ngài mới nói vài câu kệ, Ngài giúp, Ngài giáo hóa, thì những người này cũng đều vô trong dòng thánh hết, không vô dòng thánh, không đắc A-la-hán để mà đi khỏi cái tam giới này, cũng tệ nhất cũng vô bậc dự lưu. Nhưng mà tại sao hai người này có đủ ba la mặt, có thể vô dòng thánh, có thể vô A-la-hán luôn mà sao không được? Thì tại vì Ngài nghĩ rằng, Ngài thấy rằng hai vợ chồng thì cái nghiệp trong quá khứ của họ làm quá dữ dằn đi, không thể nào cứu được hết, mà chính bản thân họ nó mạnh quá, cái nghiệp lực nó quá mạnh đi, thành ra họ mê man trong cái sự mà trả nghiệp của họ. Tức là bắt đầu, để thí dụ sanh ra một gia đình có, tức là đã từng làm phước nhiều rồi, mới vô gia đình giàu có để mà hưởng cái phú quý đó, nhưng gặp ông hai cha mẹ của mình thì dạy cho mình ăn chơi thôi, không có làm gì hết. Có những tà kiến nghĩ rằng gia sản này nó bền bỉ, nó tồn tại, nó không bao giờ hết. À, rồi chưa hết, khi ông bà già này cưới vợ thì gặp một con vợ cũng giống y chang như ổng vậy, cho gia đình giống y chang thì cũng dạy ca múa thôi. Thì hai người hợp lại thành một đại gia đình ca múa, hợp xong mở gánh hát cũng có tiền lắm mà, nhưng không có mở. Thì hai gia đình có hai bên đó, cha mẹ đều chết hết. Thì hai vợ chồng này thì có những gia nhân cũng rất xấu xa, gặp người uống rượu, ông này không biết uống rượu là cái gì. Cái cha mẹ chỉ dạy ca hát thôi, trong đây không có nói cho uống rượu hay cái gì. Thì chứng tỏ là chỉ cho ca hát để hưởng thụ thôi, chứ không có uống rượu gì hết. Thì cái gia nhân này cũng là người xấu xa, nó nói cái nước rượu đó là cái trên đời này không có nước gì ngon bằng nước đó hết, uống đi sảng khoái lắm, rồi dụ uống rồi thì uống sai, giống như những người mà ghiền rượu rồi, họ ghiền rồi đó thì tay chân họ run rẩy hết nếu mà họ không có uống. Cũng như những người hút thì ke, con thấy những cái người mà cờ bạc cũng vậy, có 5-10 đồng họ cũng đi lại vô tính đánh bài nữa, không biết tại sao nữa, vô đó ngồi nó có một cái ma lực nào nó dẫn dắt như vậy. Những cái người mà muốn nhiều vợ mê gái dê sòm họ cũng vậy thôi, họ thấy trước mắt đằng bạn gái nào cũng khác lạ hết, không biết gì sao họ cứ giống vậy. Thì Đức Phật có nói là những cái đó nó giống như là cái ma lực, mình càng uống giống như mình uống nước biển, càng uống càng thấy khác, không có gì mà thấy đủ hết. Thì có lẽ là đúng vậy, con không có đam mê cái gì nhiều lắm, chỉ thích coi phim Tề Thiên Đại Thánh thôi. Nhưng mà cái phim Tề Thiên Đại mấy cái đó, Tề Thiên Đại Thánh lúc nhỏ thì nó
toàn những đó, với lại thép quá đánh, nói chuyện gì coi mà còn đại khái như vậy. Ủa không có nghe được hả? Bữa nay gió bùng bùng không nghe nữa hả? Nghe lại được hả? Trời ơi cảm ơn nha. Trời ơi Lào Cai Yên Bái Lãng Sơn ở trên núi đồi rùng rợn đó. gió thổi ùng ùng cũng khó nghe, dám nghe chút nha. Cảm ơn nha. Thôi giờ trở lại thì đến mà không phải mấy hai vợ chồng này không có cơ hội để gặp Phật pháp, mà cái lúc mà thời Đức Phật ở đó, ngay chỗ thành đó, thì danh tiếng của ngài, của Đức Phật đó là nghĩa là hiển hách lẫy lừng luôn. Tụi Bà La Môn ngoại đạo phải là sợ không dám gì, mà được sự là kính trọng của vua quan nữa, thì tại sao hai vợ chồng này không biết? Rồi chính hai vợ chồng này còn phải đi lợi xin cơm dư của các vị tỳ kheo trẻ nữa. Theo như người ta biết, hay những người mà già cả mà có cái nghiệp mà được tắc quả đó, có ông già đến 80 tuổi cũng vậy, đi vô sinh vô làm tu trong giáo đoàn, nhiều người không chịu, nhưng mà ngày sau đi Phú Tá nghĩ rằng ngày trước ông này có cho mình nửa muốn cơm nửa muốn cháo vậy đó, nhận ông vô, thì ông vô ông tu, ông nghe pháp, ông cũng vô đường thánh đạo. Nhưng tại sao hai ông này biết mình bây giờ phải thê thảm như vậy, phải đi xin cơm cái những vị tỳ khu trẻ này nữa, đi xin chỗ nào cũng được, mà tại sao không nói xin mấy vị vua dẫn lợi trước mặt Đức Phật để nghe kinh, để làm sao giúp cho mình đừng khổ, tại vì đã sống quen rồi, cái nhà đang ở mà cũng bán nữa, nhưng mà người ta nể tình ngay trước, người ta cũng cho ở đó. Nhưng cái người chủ nhà mới thấy hai vợ chồng này cũng ăn chơi giống vậy, cũng lười biếng như vậy, không có gì thay đổi, ghét quá đuổi quách luôn trong nhà luôn, cho đi khỏi nhà luôn cho rồi. Thì khi mà họ bằng cùng cuối đường giống vậy, không thấy họ nghĩ tới xin vô để nghe pháp, xin gặp Đức Phật để cho ngài thuyết vài câu để cho bớt đau khổ, cái gì không có, để xin ăn của những vị tỳ khu trẻ đó cũng không nói. Tức là làm sao cái mãnh lực duyên á, mãnh lực duyên á, nó áp vô hai vợ chồng người này, họ mờ mịt trong đó, không biết gì hết, chỉ phải trả quả và trả quả thôi, phải hưởng cái từ sướng qua tới khổ để mà tâm tư bị cắn rứt hối hận. Mà khi mà tâm tư cắn rứt hối hận đó, mà không có dứt bỏ được, thì lúc chết thì vô vào đường khổ thôi. Nhưng tại sao họ phải làm vậy? Có thể là theo như con nghĩ đó, một kiếp trong quá khứ họ đã làm một gia đình hai vợ chồng từ giàu có thành sạt nghiệp, mà nghiện rượu, mà bê tha, không có làm ăn gì hết, cho dù cuối ngày giữa cho trung niên gì đó rồi, ở trời rồi thả lão niên cũng không có thích làm ăn buôn, chỉ giặt giờ uống rượu say xỉn sản, đói thì mò đi xin người ta ăn, chứ không có chịu tu tập hay tịnh dưỡng, không quay lại nhìn lại cái quá khứ của mình như thế nào và hiện tại mình như thế nào. Không bao giờ trong đây không có nói những điều đó, chứng tỏ là hai người này phải trả hết cái nghiệp của họ, trả hết cái nghiệp của họ đã tạo trong quá khứ rất là ác đức, làm một gia đình người ta bị phá sản hết rồi, đi lang thang đầu đường xó chợ như vậy, và không cho người ta không có cơ hội để họ nghe kinh nghe pháp gì, thành ra cái nghiệp lực nó vậy. Chứ nếu mà người này ngu không có biết nghe pháp, tại sao không có nghe pháp mà có thể đắc A La Hán quả được? Tức là trong quá khứ họ đã tu tập nhiều lắm, nhưng trong những kiếp đó có một kiếp họ làm những cái điều bất thiện cho người khác, giống như bây giờ họ phải chịu giống như vậy. Thì theo con nghĩ giống như vậy, thì qua cái câu hai câu kể này thì con lấy ra một bài học là rằng dù mình không có biết những gì mình làm nhiều kiếp trong quá khứ, nhưng kiếp hiện tại này mình phải nên tu tập giữ kìa, thu chế ngữ, thu thúc lục căn của mình, và chế ngữ đừng cho nó cái lục căn của mình, những cái gì mình thấy nó cuốn hút mình theo đó, và đừng có cho nó quá đáng một cái đó và kiểm soát, tức là nói theo danh từ chánh niệm tỉnh giác đó, phải tu tập giữ cái tâm mình cho vững, đừng nên bị lôi kéo với cảnh sắc âm thanh gì ở ngoài đó, rồi từ từ tu tập tiến lên để mà diệt năm phần hạ phần kiết sử, diệt năm thượng phần kiết sử, để từ từ mới được vô cái giọng thánh được. Thì nên giữ đó, vì quá khứ không truy lùng,
tương lai thì không biết được, nó trong cái bài nhất giả hiện giả, mình không có nhớ được, mình không có biết cái trong quá khứ mình làm được cái gì, nhiều đời gì không nhớ, nhưng chỉ biết cái kiếp đại này mình làm những điều thiện gì, mình học những điều thiện gì, mình hãy cố gắng làm hết mình đi cho đến khi mình không còn làm được nữa, thì như vậy thì nó sẽ build up hơn, để mình đừng có mệt mỏi hay là mình buồn bã mà rồi hoài nghi, không biết trong kiếp trước mình làm cái gì, sao giờ mình khổ, kiếp trước làm gì đâu biết đâu, kiếp này đã làm đi, là kiếp này thì lo làm đi, làm những điều càng tốt, càng nhiều càng tốt, đó là những điều thiện mà như là thập thiện cũng như và thập phước hành công thì đúng hơn, chứ không phải việc thiện theo mình nghĩ đó, thì có nhiều khi coi là thiện nhưng mà không phải là thiện. Thì cái điều này phải do cái sự trí tuệ, cái sự hiểu biết của cái người mà của chú vị trong đạo tràng thôi, không có thể nói xa được. Thì qua hai câu này thì con mới biết cái nghiệp lực nó rất là mạnh đạo, nó nghiệp lực nó cho cái quả mình làm thì nó, cái nhân của mình làm thì cho cái quả nào y chang giống vậy, không thể mà chấp nhận được. Nếu mà hai vợ chồng này á, mà có những cái phước còn không trong không khi mà trong quá khứ mà làm cái điều bất thiện đó mà họ suy nghĩ một chút á, thì kiếp này họ có thể đi lại chùa, đi xin mấy vị tỳ khu hỏi các ngài ơi, các ngài trời dẫn tôi vô để đảnh lễ Đức Phật chỗ chùa chỗ nào vậy, để vô nghe, để mà nghe được câu nào được miếng đó. Không, trong đó, trong này không có nói gì đó. Thành ra Đức Phật mới cười. Tại sao ngài cười? Ngài là từ bi mà tại sao ngài không giúp hai người này? Tại vì cũng với con mắt của ngài, với cái thành nhãn của ngài, với Phật nhãn của ngài, ngài nhìn thấy hai người này phải chịu khổ, phải chịu cho hết kiếp này và trong kiếp khác nữa, cho đến khi nào trả đủ cả lẫn lời thì mới có thể làm được. Cho dù cái người đó ăn cứt cả đời, cho cái người đó cả đời là đói, cho người đó cả đời đọc bốn câu kệ cũng không nhớ, nhưng mà ngài thấy rằng họ có thể cái quả của họ đã chịu đủ rồi, ngài có thể giúp được, cắt ngắn được một chút thì ngài giúp. Chứ hai vợ chồng ngài gọi là bó toàn thân luôn, chứ không phải bó tay đó, bó tay còn nhúc nhích cái đầu cái đuôi cái đít hả, còn bó toàn thân là như cái đầu bánh tét luôn, không nhúc nhích được gì hết, thành ra ngài không có giúp. Nhưng trong cái này thì chúng ta phải nghĩ rằng những lời ngài dạy đó từ 38 phẩm Mangala Sutra phẩm hạnh phúc, cái đầu đầu tiên cũng là không xu hướng theo kẻ dữ, không bắt chước theo kẻ dữ, thân cận bậc trí hiền, giữ tâm của mình theo chánh pháp. Nó đi rồi ngày dạy là tiếp độ vợ con thông suốt, học rộng biết nhiều, rồi thông suốt phận sự của người xuất gia tại gia, đủ hết, ngày dạy trong đó đủ hết, từ phàm nhân tu lên tới mà đầy đủ để làm thánh nhân luôn, cũng có trong đó hết, cái gì cũng dạy hết. Nhân vấn đề trong lúc mà chúng ta còn chưa biết pháp, còn si mê nhiều quá, tu tập nhiều quá, thì có lầm lỗi một điều nào đó thì chúng ta không biết, thì nên chấp nhận trả đi, trả trong cái sự hiểu biết, trả trong cái sự không có hoài nghi, không có sự sân hận trong đó, thì nó vẫn tốt hơn là mình trả cứ lầm bầm sao trời ơi, trời tôi sinh ra sao khổ vậy, đủ thứ cứ khổ hoài thì nó khổ thêm thôi. Thì nhắc cái chữ khổ thì nó phải khổ thôi. Dạ con nói cũng nhiều rồi đó, con thấy như vậy cũng đủ rồi. Dạ cái vấn đề mà theo mà như con nói, theo mà bắt chước theo kẻ ác đó, cái ác ở trong đây có nghĩa ác từ cái tâm mình, ác từ kẻ ngoài, ác trong ác ngoài, có nghĩa là không có gần gũi cái ác, tức là không phải chỉ gần gũi cái ác ở ngoài thôi, mà ngay chính cái tâm của mình cũng bạn cũng phải rửa sạch nữa, đừng có nghĩ những điều ác nữa. Dạ con muốn tính chánh thêm phần đó thôi. Thì hồi lần trước sư trước cũng nói đó, thì cái ông mà Acha Sắc Tú đó, thì dặn cái ông Vibhadatta đó, thì cuộc đời thay vì được vô đường thánh dự lưu trong kiếp mà đó, thì lại giết cha của mình đi, phạm ngũ nghịch trọng tội luôn cả đề vào ta, ham danh ham nấy thì đi xuống địa ngục hết. Đó là một điều cái tâm mình không có giữ được chánh, không có được giữ điều chánh, nên không có chánh điều chánh mà cứ không có làm điều chánh mà cứ làm cái điều tà thôi thì phải chết thôi. Thì trong hai câu này thì con cũng tóm tắt hết như vậy rồi, cái ý con cũng nói cũng đủ rồi. Và rồi con xin dừng máy, coi cái người nào mình thấy dễ ghét mình mời lên, giống như sư Chí Đức nói vậy đó, coi người nào dễ ghét trong đây mình coi người nào dễ ghét mình mời người đó lên. Nhưng mà trong khi nói túm lại, trong khi con chia sẻ banh trẻ này, cắt trẻ này,
câu hai câu kinh kệ này thì có những điều sai sót, con xin các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng chỉ giáo và chỉ dạy để con sửa lại, và con coi cái người nào dễ nhất con mời lên. Thôi mời pháp nguồn lầu cai đi. Pháp nguồn lầu cai là dễ ghét lắm, lâu lâu cái nói không rõ à. Pháp nguồn lầu cai lên đi thì còn ai đâu biết nữa, cô Phúc Hạnh nữa, nhưng mà Phúc Hạnh không có dám nói vậy ghét đâu. Nhưng tóm lại nếu pháp nguồn lầu cai lên được thì lên, còn nếu pháp nguồn không có thì trong đây con thấy cũng có nhiều người trong đó, sư thạnh sư sang, rồi các vị có cô Phạm Nhung là người mới nữa, rồi nhiều người lắm. Thì con xin mời quý vị lên xung phong, thanh niên xung phong gì đó, giống như sư nói đó là cái gì đó, cán bộ cao cấp không biết, nghe vui quá. Mời cụ nào già già dứt đi, ai biết người nào già, trời ạ, người nào già vậy, pháp nguồn lầu cai biết người nào già không? Người già người ta nói rồi, bây giờ tới mình là người trẻ, mình là pháp nguồn lầu cai trẻ cho lên đi. Tôi cũng thấy cái pháp nguồn lầu cai dễ ghét lắm, nó lên đi, bây giờ mời lên nha, đừng có đá banh ai, thì mình nói rồi thì mình biết người nào, già già đó, hai trẻ trẻ gì đó, mình mời đi, nói không à, lên nói đi, mời pháp nguồn lầu cai nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sân Kha, dạ. Dạ, xin pháp nguồn lầu cai chờ chút xíu nha. Dạ, Metta xin nhắc lại những cái điều chia sẻ của cô Kim rất là đầy đủ. Chẳng những trong hai câu 155, 156 mà cô còn nhắc đến là 38 pháp hạnh phúc của Đức Phật đã dạy. Rồi nhắc lại rất là nhiều điều. Thì trong đây cô cũng đã nói về cái ý nghĩa của hai câu này, là lúc trẻ không có lo làm việc, không có tạo tài sản, không có lo tu tập, không lo phạm hạnh. Thì đến lúc già không có có được gì hết, coi như là tay không, phước cũng không có mà tài sản thì cũng không có. Rồi phải đi xin ăn, cũng như là tích sự trong hai câu pháp cú này. Và cô nhắc rất là nhiều, nhất là không có tạo được cái thế sản như là tiền bạc tài vật này kia. Rồi về thánh sản thì cũng không có tạo được cái phước gì hết. Mà hai vợ chồng này là cuối cùng trắng. Rồi cô cũng nhắc đến là chúng ta quan trọng nhất là phải cải chánh cái tri kiến, phải lo tạo phước, đừng có để mà thân khẩu ý làm những điều bất thiện. Rồi chúng ta phải cải chánh tri kiến và nhắc rất là nhiều về những cái gì mà đã do cái nghiệp quả đời trước, rồi đời này phải ăn phân, rồi đời này là người nghèo khổ suốt cả đời, không có được một bữa ăn, rồi là phải làm 3 năm không có để trả công rồi mới có được một bữa ăn. Rồi cô cũng nhắc đến là ngài Angulimala làm rất là nhiều tội, nhưng mà phước báo thì cũng có rất là nhiều, Ba La Mật cũng rất nhiều, cho nên Đức Phật mới thấy là cái duyên của ngài, cho nên mới độ cho ngài đắc được A-La-Hán. Rồi cô nhắc là rất là nhiều, nhất là hai vợ chồng ở trong hai cái câu pháp cú này đó. Thì theo như cô thì cô nói rằng hai vợ chồng này cũng có rất nhiều phước, cho nên mới sanh ra trong cái gia đình giàu có nhất thời đó. Thì Metta cũng đồng ý cái điều này. Rồi cô nói rằng Đức Phật đã quán thấy là hai vợ chồng này nếu mà biết tu tập ở thời thiếu niên, thời trung niên, và ngay cả nếu thời lão niên mà biết tu tập thì cũng đã được vào vòng thánh. Nhưng mà Metta cũng thắc mắc cái chỗ này, đã là có cái quả tốt
trong đời trước thì mới sanh ra trong cái gia đình quá giàu có, nhưng mà cũng chắc là cũng có cái nhân quả nghiệp báo gì dữ dằn lắm, cho nên đời này đã phá sản và không được gì hết, rồi cuối cùng đi xin ăn. Thì cái chỗ này đó Metta cũng thắc mắc và cũng thấy nó như thế nào ạ. Để một hồi dạ con cũng xin Ngài Trí Đức nói thêm về cái chỗ này. Rồi cô Kim còn nói là nếu, cô Kim đặt cái chữ nếu, là nếu hai vợ chồng này mà biết đi đến làm phước, gặp Đức Phật, thì cuộc đời sẽ không có đến nỗi như thế đó. Thì cái chữ nếu này đó, thì con cũng xin Ngài Trí Đức giảng giải cho con coi sao mà hai vợ chồng này thì cũng đã có được phước đời trước, cho nên mới sanh ra đời trong một cái gia đình quá giàu có, mà có cái chữ nếu này không có biết, không có nghĩ ra, không có thấy được để mà đến gặp Đức Phật hay là những bậc thiện trí để mà đến đổi phải đi ăn xin và cuối đời không có được gì hết. Thì bây giờ con xin Ngài Trí Đức giảng giải cho chúng con hiểu rõ. Bởi vì trong tích sự thì không thấy nói, nhưng mà câu Kim đặt ra cái chữ nếu. Thì bây giờ con xin Ngài Trí Đức hay là quý sư trong đạo tràng cho con biết ý kiến về cái chữ nếu này. Tại sao mà hai vợ chồng này có phước đời trước như vậy mà đời này thì không làm được gì hết và không có thực hiện được cái chữ nếu đó. Dạ. Con xin kính mở, con xin gửi mít cho Ngài Trí Đức. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hay câu Phật ngôn 155 và 156. Quý vị có nhiều ý kiến rất là thiết thực. Và thích mấy ta thắc mắc nếu. Ở đây đâu có chữ nếu đâu. Chỉ có chữ lúc à. Lúc trẻ nè, lúc trung niên nè, lúc già. Chứ đâu có chữ nếu gì đâu. Thích mấy ta. Như vậy thì câu Phật ngôn 155, 156 nói lên cái gì? Con người của chúng ta đêm 3 canh ngày 6 khắc đó. Đó là nói về thời gian. Còn đối với con người thì có 3 khoảng thời gian: lúc trẻ, lúc trung niên và lúc già. Vậy thì có một câu chuyện ngụ ngôn. Câu chuyện ngụ ngôn của người Campuchia đưa ra như thế này. Buổi sáng cái duyên của con người nó nằm ở đâu, buổi trưa nằm ở đâu và buổi tối nằm ở đâu? Alo, quý vị con nghe không? Con cái duyên hay là nó là cái đẹp đó. Cái đẹp của con người buổi sáng xuất hiện ở đâu, buổi trưa nó nằm ở đâu và buổi tối nó nằm ở đâu? Ở đây nói rằng thời gian chứ không phải là dùng chữ nếu ha. Thiết mấy ta, thời gian của người vào lúc ấu niên, lúc trung niên và lão niên. Vậy thì cái đẹp của cái lúc trẻ như thế nào, cái duyên của lúc trung niên ở chỗ nào, và cái duyên của người già nó nằm ở đâu, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối? Alo, còn nghe không? Quý vị trả lời giùm. Cái duyên của người buổi sáng nằm ở chỗ nào? Cái duyên của người buổi trưa nằm ở chỗ nào? Và cái duyên của người, cái đẹp của con người buổi tối nằm chỗ nào? Đây là một câu chuyện mà một cái vị Phạm Thiên, một vị Phạm Thiên xuống nghe một Bồ Tát thuyết pháp, và thấy rằng ai cũng khen, ai cũng nói rằng các vị Bồ Tát này thuyết pháp hay,
hỏi thực hành theo có nhiều điều lợi ích. Và vị Phạm Thiên đã ganh tị và đặt ra ba câu hỏi: cái đẹp của người buổi sáng ở chỗ nào, cái đẹp của con người buổi trưa nằm ở đâu, và cái đẹp của con người buổi tối nằm ở chỗ nào. À, trong vòng 7 ngày nếu mà trả lời không được á, thì cái gì cũng nói hay, cái này cũng nói giỏi, khuyên người ta, bây giờ trả lại với chính mình. Thì vị Phạm Thiên đó mới hỏi cái Bồ Tát: cái đẹp của con người buổi sáng, cái đẹp của con người buổi trưa, và cái đẹp của con người buổi tối, trả lời không được thì ta xin mượn cái đầu của nhà người. À, Đức Bồ Tát này còn trẻ hả, nhưng mà khi nghe nói như vậy thì coi như đi tìm cái sự thật, đi tìm cái đẹp buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, đi vô trong rừng luôn, đi lang thang. Nhưng mà phải là 6 ngày trôi qua không tìm được. Đến cái ngày cuối cùng là coi như mệt mỏi quá, à, cái Đức Bồ Tát mới ở dưới một gốc cây đại thọ và gặp đại bàng kim sĩ điểu, chắc là con chim mà chuyên đi bắt rồng đó thầy ta. À, hai con nó muốn nói chuyện ở trên cây. À, cùng mai hỏi nhà chồng: à, ngày mai chúng ta đi kiếm vật thật ở chỗ nào, đồ ăn ở chỗ nào. Con trống nó nói ngày mai đi vô hoàng cung buổi trưa ăn đầu của Đức Bồ Tát, bởi vì ngày mai là cái ngày Đức Bồ Tát phải trả lời vị Đà Toàn Thiên ba câu hỏi. Nhưng mà bảo đảm rằng Đức Bồ Tát không biết được kết quả của ba câu hỏi nên như thế nào. Bảo đảm rằng ngày mai chúng ta vào đó ăn cái đầu của Đức Bồ Tát đi. À, con máy nó mới hỏi: vậy thì đại ca có biết được rằng những cái câu trả lời của ba câu hỏi đó không? Nó dễ ở cả, đâu khó khăn gì. Và thế là Đức Bồ Tát nghe con chim đực nó nói với chị mãi rồi vui vẻ trở về. Để rồi đúng 12 giờ trưa đã có tiên xuất hiện và Đức Bồ Tát đã trả lời ba câu hỏi đó một cách rõ ràng, một cách dứt khoát. Và thế là vị Đà Phạm Thiên này phải đem cái đầu của mình ra cá cược, chặt cái đầu dâng lên Đức Bồ Tát. Như vậy thì ba câu trả lời đó như thế nào? Alo, ai biết? Kính lễ Đại Đức Cốc Trang vừa đến với Pháp Hội. Ai biết cái đẹp của buổi sáng ở đâu, chân của người của chúng ta, cái đẹp buổi trưa chỗ nào, và cái đẹp buổi tối chỗ nào? Không ai trả lời gì hết à? Rồi, ngủ hết trơn rồi, bà con ơi. Ai xin bắt mừng trả lời à? Ô, hay quá ta. Xin mời. Thử trả lời cái câu này xem có đúng không thưa ngài, nhưng mà con không chắc chắn là đúng lắm, nhưng mà hình như là buổi sáng là thân không làm ác này, khẩu không nói ác này, ý không nghĩ ác này, đó là gì nhỉ? Là người gọi là như sư nói cả vừa, như là người tốt đẹp nhất ạ. Ví dụ như là buổi trưa cũng vậy ạ, là người nào mà thân không làm ác này, khẩu không nói ác này, ý không nghĩ ác này, và buổi tối cũng như vậy ạ. Nếu mà người nào mà trong ba cái thời đó, mà trong một ngày đó mà giữ được như vậy thì
thì là người đẹp nhất, tốt nhất ạ. Dạ con trả lời như vậy không biết có đúng hay không ạ, có gì sai mong ngài chỉnh sửa cho con. Dạ con xin dâng mic đến ngài Chí Đức ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính dâng mic đến ngài để ngài trả lời cái câu của Pháp Nguồn Lào Cai mới vừa nói. Dạ con nghĩ chắc là ngài bận đi ra ngoài một chút rồi ạ, vì là đợi lát nữa ngài sẽ vào trả lời xem là con trả lời câu đó có đúng hay không. Dạ con xin kính đảnh lễ ngài Chí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, con kính đảnh lễ thánh tọa Pháp Trang, đại đức Viện Đức. Dạ, hôm nay các vị vào Zoom rất là đông ạ. Cần kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh. Qua hai bài hai câu pháp cú 155 và 156 của hai cô chọn thì con thấy là những cái phần này thì mình cũng đã bằng. Ngài vào rồi, con xin phép dâng mic đến ngài ạ. Dạ. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ ha? Quý vị đồng ý câu trả lời của Sư Pháp Nguồn Lào Cai hay không? Nói rằng buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, cái đẹp của con người là coi như thân khẩu ý của chúng ta, tức là trong trong thập thiện đó, là không có tạo những cái điều xấu xa tội lỗi, thì đó chính là cái đẹp buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Quý vị đồng ý không? Alo, ai đồng ý? Có ý kiến ạ? Có ai đồng ý không? Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, nếu chúng ta không sát sanh về thân nghiệp, về khẩu nghiệp thì không nói dối, về ý nghiệp thì không tham, không sân, không tà kiến. Như vậy không ai đồng ý, không ai đồng ý là chặt rồi, không ai đồng ý là chặt rồi. À, người ta đồng ý thì khi đó không có gì mà không. Người ta đồng ý thì còn có người tán đồng, còn có người coi như là hưởng ứng. Còn đây không ai đồng ý hết. Cái đẹp của con người buổi sáng là cái gì? Sáng thức dậy phải rửa mặt súc đánh răng súc miệng chứ. Buổi sáng mà cái đẹp mà coi như hai con mắt mà hai cục kèn nối hai bên thì cái đẹp bên mặt ở chỗ nào ha? Buổi sáng người ta phải dậy rửa mặt cho nó gọi là sáng sủa, làm ly cà phê cho sáng mắt là cái đẹp của con người. Đi tắm gì cỡ trang điểm gì vậy? Muốn trang điểm thì cũng phải rửa mặt,
để rớt hai cục vàng xuống, rồi khi đó mới thấy chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu chứ. Rồi, con ếch này ha, là sao? Rồi cái đẹp buổi trưa là sao? À, buổi trưa nóng nảy quá, thì người ta chỉ cần một cái khăn thấm nước, lau cái bụng cái là thấy là nó khỏe người. Nóng quá mà đổ mồ hôi, nhất là Việt Nam. Lúc này thì nóng dữ dội, ở ngoài Bắc gần 40 độ, ghê luôn chưa. Thì nóng quá quý vị làm gì? À, thấm nước một cái khăn, nếu mà không có máy lạnh, không có quạt máy, thì quý vị lau cái bụng, thấy con người nó cũng khỏe, mát mẻ. Và đó là cái đẹp của buổi trưa. Còn cái đẹp của buổi tối nữa là cái gì? À, xuống sông tắm mà giỡn hoài. Nếu mà sống gần sông thì sao? Giỡn mà cũng phải là ướt cái bụng nè. À, cái bụng là cái quan trọng của buổi trưa. Và buổi tối là cái gì? Cái đẹp của buổi tối, khi mà lên giường để mà đi ngủ, quý vị biết cái đẹp của buổi tối là cái mà ta rửa chân cho sạch sẽ. Cái chân sạch sẽ mà leo lên giường, lên nệm, mình nằm mình ngủ, mình cảm thấy sung sướng. Vậy thì cái đẹp buổi sáng là cái mặt, cái đẹp buổi trưa là cái bụng, và cái đẹp buổi tối là cái đôi chân của chúng ta phải sạch sẽ. Thì cái ý nghĩa mà khi nãy Sikmita nó chỉ nếu, ở đây không phải là nếu, mà lúc trẻ, lúc trung niên mà lúc già, lúc trẻ, lúc trung niên mà lúc già, chúng ta phải làm. Đó là điều quan trọng để thể hiện cái đẹp. Lúc trẻ, lúc trung niên và lúc già, nếu theo cái lời của Sika Pháp Nguồn Lào Cai trên bài khi nãy, chỉ được một giai đoạn đầu cũng tốt rồi. Giai đoạn đầu hai vợ chồng này nếu mà lúc trẻ, lúc trẻ mà biết lo tu hành, thực hành phạm hạnh, thì người thì chứng đắc A-la-hán, người thì chứng đắc nó là A-na-hàm. Đó chỉ là một lúc trẻ thôi. Còn mà nếu mà lúc già thực hành phạm hạnh, không phải là coi như là người ta tu tập trong ba canh, lúc trẻ, lúc trung niên, lúc già, mà nhiều khi vì cơ duyên chín mùi, cơ duyên chín mùi trong thời gian trung niên, hoặc là trong thời gian lão niên, hoặc là trong thời gian mà thiếu niên, như bà Visakha chỉ có 7 tuổi chứng đắc Sĩ Di Su Khá, 7 tuổi chứng đắc Thanh Quả A La Hán. Rồi ông Bà Hì Gia, quý vị thấy lúc già ha, lúc già cũng chứng đắc Thanh Quả A La Hán. Rồi ông Cấp Cô Độc thời gian nào? Thời gian trung niên ông chứng đắc Thanh Quả Tu Đà Hoàn. Nghĩa là con người của chúng ta có 3 thời kỳ: lão niên, trung niên và lão niên. Nhưng mà cái phước nó đến bất cứ giờ phút nào, nó chín mùi trong thời gian nào, thì chúng ta gặp được Đức Phật, gặp được các vị A-la-hán, hoặc là gặp những vị thiền hữu trí thức nhắc nhở cho chúng ta trong sự tu tập. Thì cái thời gian mà cải chánh tri kiến đó, chúng ta thấy được sự thật, thấy được thực tướng của Pháp. Đó là điều quan trọng. Như vậy thì đêm ba canh, con người của chúng ta cũng có 3 thời kỳ: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, ám chỉ cho thiếu niên, trung niên, lão niên. Và trong 3 thời kỳ đó, chúng ta phải thể hiện thiện pháp như thế nào. Cho nên trong bài kinh Nhất Giải Hiền Giả: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chính là đây. Mà hiện tại là ở đâu?
mới một phút trước, một phút sau thì không còn hiện tại nữa, nó khác liền. Đi vào cái thời gian nó rất là nhanh ha, cho nên chúng ta phải nắm bắt và nắm bắt để thấy rằng mình chẳng là cái gì hết, chẳng qua kiếp người. Nhưng mà cái kiếp người này để làm cái gì? Tấm thân giả tạm có chi màng, kiếm mượn làm thuyền để quá gian. Mà cái thuyền quá gian, cái thuyền này có chở được cái gì không? Hay là một chiếc thuyền không? Rồi qua bờ kia cũng trơ quất. Tức là mình cố gắng làm sao tạo thiện sự để rồi bỏ lên trên thuyền đó, treo qua cái dòng sông mê bể khổ. Chứ không phải là trên thuyền không có gì hết, rồi chạy qua nó để làm gì? Bên này bờ đã là không, mà đi qua bên kia cũng là không. Vậy thì coi như mình treo thuyền cực khổ để qua bên kia, không có cái gì. Tức là không phạm hạnh, không bạc tiền, là phạm hạnh ám chỉ về cái vấn đề thiện pháp. Hoặc là tài sản của nhân loại, tài sản của chư thiên, và chúng ta qua được bên kia để tìm được cái tài sản của Bậc Thánh. Nhưng mà trên thuyền không có, làm sao mà trao đổi? Rồi, bây giờ là mới cái 5:50, thời gian còn nhiều. Gửi mic lại cho Siết Mê Ta. Siết Mê Ta làm chủ trì trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Mời Siết Mê Ta, ở đây không có chị Néo mà chị Lúc nè, nói về thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta trong ba giai đoạn là tuổi trẻ, trung niên và lão niên. Rồi mời Siết Mê Ta tiếp tục. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của Mê Ta không? Dạ, xin cho biết. Dạ, cảm ơn cô Pháp Nguồn. Dạ, con kính cảm ơn Ngài đã giảng dạy về cái chỉ nếu của con hồi nãy. Dạ, Ngài cho biết là làm con người thì có ba thời kỳ: thiếu niên, trung niên và lão niên. Thì phải cố gắng tạo thiện pháp, tu tập để mới có được cái nhân sản, rồi thiên sản và thanh sản. Dạ, bây giờ mấy ta xin mời cô Pháp Nguồn Lào Cai tiếp tục đi cho biết ý kiến về hai câu pháp cú 155 và 156. Dạ, mấy ta kính mời cô Pháp Nguồn nha. Dạ, con cảm ơn cô mấy ta. Trong hai câu Pháp Nguồn này thì con xin phép được đọc qua một lượt. Dạ, con xin được kể câu 155, dạ, con xin kể. Acharitva Ramachariyam Alathayuk Banethanam Chinnakoncha Vachayanti Khi Namakche Walaphalale. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu 156. Acharitva Ramachariyam Alathayuk Banethanam Sentichapatikhinagwa Puranani Anutthunam. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ. Trong hai cái câu kinh Pháp Cú này thì cũng là những cái bài mà mới học qua, cho nên là tất cả những duyên sự và những cái bài phân tích thì ngài chị Đức cùng các cô và đạo hữu ở Zoom đã thảo luận qua rồi thì cũng biết về hai cái câu này nội dung như thế nào rồi ạ. Cho nên là con thì cũng chỉ có một đôi lời thảo luận về cái bài này, còn con sẽ xin mời bàn tay của đạo tràng mỗi người có một ý kiến thêm để mà cho buổi học hôm nay được mọi sự được mỗi người được một ý kiến cho được công bằng. Còn thì thật sự ra thì cái bài này thì nói về phẩm già, thì nói về phần lúc trẻ mà không nỗ lực cố gắng thì về già thì sẽ không có cái gì, thì rất là khổ, dù là kể là kinh tế hay là trong sự tu tập cũng thế ạ. Nếu như mà tuổi trẻ mà không tu tập thì già thì cũng không không có được một chút hiểu biết gì về giáo pháp, thì cái khổ cả thân lẫn tâm luôn ạ. Thì con xin phép có đôi lời như vậy. Còn cũng những cái duyên sự thì đa số là cô Kim và cô Meta cũng đã trình bày hết rồi, nên là con thì có câu là thương mình tu tập là khôn, còn thương mình mà phóng dật thì tự chôn lấy mình. Nên là dù già hay trẻ như chúng con đây thì nói vậy, chứ cái vô thường nó đến cũng không biết lúc nào. Cho nên là không phải già mới chết, mà trẻ thì cũng nhiều người cũng bị chết lắm. Nói chung là cũng không thể biết được tử thần nó đến lúc nào. Cho nên là cứ cố gắng biết nỗ lực tu tập thôi ạ. Còn con xin dâng mic đến cô Meta, để mà cô Meta mời những bạn như là bạn đạo như là Sít Hạnh Kiểm nè, cũng có một số ý kiến đó, và có những đạo huynh nè, rất là nhiều ạ. Dạ, con xin được xuống mic để mà con mời bàn tay của đạo tràng ấy. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Gia, Nam Mô Thanh Ma Gia, Nam Mô Sơn Khà Gia. Dạ, cảm ơn cô Pháp Hù cũng mới vừa chia sẻ. Dạ, theo cô thì lúc trẻ thì không có lo làm việc để có tài sản, kiếm tiền để có tài sản, để tự lo cho thân mình và lo cho đến lúc trung niên rồi lão niên. Rồi lúc trẻ không có lo tu tập, trung niên cũng không tu tập, rồi già lão niên cũng không tu tập, thì cuối cùng là cũng không có gì, thì không có được phước báo gì để mà mang theo, tài sản gì để mà lo cho bản thân của mình. Rồi cô cũng cho biết là vô thường thì không biết đến lúc nào, vì vậy chúng ta dầu già trẻ hay trung niên gì cũng phải là cố gắng mà làm việc rồi tu tập, bởi vì không biết cái chết nó đến với mình lúc nào. Và cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai rất là nhiều. Và bây giờ thì con kính xin quý sư ở trong room là sư Pháp Trang, sư Phước Thạnh, rồi sư Tuệ Đức, và sư Phước Sang, và quý bà quý cô tu nữ như là cô tu nữ Phúc Hạnh, rồi cô tu nữ Như Pháp. Dạ, xin tất cả quý sư cũng như quý cô tu nữ là xin chia sẻ về hai câu Pháp Cú này 155 và 156 để có thể giúp cho đạo tràng có thêm nhiều ý kiến. Dạ, con kính cung thỉnh quý sư và quý cô tu nữ ạ.
Dạ, một lần nữa con kính cung thỉnh quý sư và quý cô tu nữ và cho biết ý kiến thêm về hai cái câu Phật cú này để đạo tràng chúng ta có thêm được nhiều ý kiến. Dạ, con kính cung thỉnh quý ngài cũng như quý cô. Dạ, con cũng không thấy quý sư, quý cô có ý kiến gì. Thì bây giờ người ta xin mời quý vị trong đạo tràng nè. Dạ, nãy con quên mời sư Pháp Trang. Dạ, bây giờ con xin mời quý vị trong đạo tràng như là huynh Hành Pháp, rồi cô Nhung Phạm, cô Hạnh Kiểm, Phật tử Cá Rú Ná, cô Nguyễn Mộng. Dạ, con xin mời quý vị ạ. Đã trong thời gian chờ đợi bàn tay thảo luận của đạo tràng, con xin có một chút câu chuyện kể về người già, như là hôm như là bố của con ấy ạ. Năm nay cũng hơn 70 tuổi rồi, cũng bằng tuổi cô Meta thôi, nhưng mà bố con thì yếu. Đợt vừa rồi bố con bị tai biến nhẹ cho nên là yếu rồi, và đi cũng rất là run luôn. Thì con mới nhìn thấy cái cảnh tượng sau này mình già mình cũng sẽ bị như thế, nên rất là sợ ấy cho cô, bởi vì là đó cũng chỉ là cái cơ thể, cái thân của mình thôi. Nhưng mà như là bố của con ngày xưa thì bố con cũng là một thầy dạy đàn ấy. Mà ông thích đánh đàn lắm. Đến lúc một thời gian thì bị như vậy, ông không cầm được cái cây đàn ấy. Ông buồn, bởi vì là thường thường thì cũng đi già rồi, nhưng mà cũng có đội văn nghệ của phường, của xã đó, cũng có cái đội ngày xưa á, thì là những cái ông cũng vẫn có những cái người già già rồi, người trẻ trẻ, từng tầng từng lớp một ấy. Như bố của con thích đánh đàn lắm, mà bây giờ ngồi chỉ thở cũng còn không xong ấy, rồi thì chân tay thì run, mà mỗi lần nhìn lên một cái dàn mấy cái cây đàn của ông treo ở trên nhà ấy, ôi ông thèm đánh lắm, thèm đánh đàn lắm. Cho nên là con mới thấy là khi mà những cái tuổi già như vậy đó mà sẽ hối tiếc rất là nhiều thứ luôn. Nếu như mà mình đam mê một cái gì đó mà lúc tuổi trẻ hay là đang có sức khỏe này thì mình có thể sử dụng được nó, có thể cầm lên đánh đàn theo sự đam mê của mình. Nhưng mà khi mà chẳng may bệnh hoạn đến, kể cả lúc trẻ này cũng vậy thôi, chứ không cứ gì lúc nào. Khi mà bệnh hoạn đã đến thì muốn cũng không có được. Có khi là nhìn thấy kim cương cũng không thể nhặt được lên, bởi vì là do cái cơ thể mình nó không đi được, không bước được. Cho nên là con thấy là trong cái câu, hai cái câu kinh này cũng nhắc nhở cho chúng ta là dù là không phải là không cứ là già, mà khi mình cái bệnh của mình nó đến cũng thế thôi. Nhiều người trẻ như chúng con ấy cũng chẳng may cũng bị tai nạn này kia rồi thì cụt chân, cụt tay, muốn đi cũng chẳng được, muốn lấy gì cũng chẳng được, nghĩ khổ lắm. Cho nên là trong cái cuộc sống này mọi thứ con cũng nghĩ là nên mình nên phải cân bằng á. Dù là cuộc sống tinh thần lẫn cuộc sống vật chất, mình cũng sống làm sao mà cho đừng có bị căng thẳng quá. Nếu mà ví dụ như mà làm công việc cũng vậy thôi, làm nhiều thì cứ nói là tuổi trẻ cũng phải gắng làm, nhưng mà làm sao mà nó cũng vừa đủ
cũng biết đủ ạ, chứ không nên như kiểu tham quá. Cũng có người tham quá, làm nhiều rồi đến lúc làm tối làm ngày không có đi đâu được á. Như là cái cô bạn đạo hữu của con cũng vậy, hôm vừa rồi cũng chia sẻ với con là ôi tiếc quá, bây giờ chân cô bị đau mà cô không được, không đi Ấn Độ được, mà mọi người đi mà cô thèm quá, bởi vì là đi được đi thăm những thánh tích đó là một điều mơ ước của cô. Nhưng mà tuổi trẻ thì cô chỉ có mãi làm thôi, cô không có nghĩ đến cái việc được đi du lịch đâu, bởi vì là làm được thì cũng chỉ muốn xây nhà, rồi thì cũng muốn mua sắm, cũng muốn này kia, cho nên là cứ cố, còn cũng không dành cho cái bản thân mình một chút nào. Cho nên là đến lúc về già rồi, bây giờ muốn đi Ấn Độ cũng không có đi được, bởi vì chân đau, không đi được, không bước được. Mà đi thăm những thánh tích thì nhất thiết là cũng phải có sức khỏe và cái đôi chân nó không bị đau lắm thì mới đi được. Chứ còn nếu như đau nhức quá mà đi không nổi nữa thì cũng khó. Cho nên con thấy là nếu trong cuộc sống này, dù kể cả tuổi trẻ như chúng con cũng vậy, làm thứ nhất là cũng phải cố gắng, thứ hai là cũng nên là biết đủ, thứ ba là cũng dành thời gian, tinh thần cho gia đình, cho chồng con và cho chính cái bản thân mình cũng vậy. Nếu như mà có điều kiện mình mà cảm thấy mình đi đâu được thì mình cũng nên đi, để mà mình được học hỏi nhiều cái ở bên ngoài, rồi mình cũng tự thưởng cho bản thân một chút. Thì khi mà làm việc một năm trời vất vả thì cũng nên dành cho mình một ngày hai ngày để mà được đi đi đây đi đó, cho trong cái cuộc sống cho nó được thư giãn. Và còn đấy là cái cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần thôi. Còn nếu như mà để nói đến trong cái vấn đề tu tập cũng thế, nếu như mà tuổi trẻ mà biết tu tập thì thứ nhất là có sức khỏe, để mà có sức khỏe, có sự minh mẫn để mà mình học nó cũng dễ tiếp thu và sẽ dễ hiểu hơn. Lúc già, lúc về già thì cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề như kiểu là tu tập ngồi thiền hay là đọc sách hay đọc kinh thì mắt kém rồi thì cơ thể nó yếu, cho nên là cũng rất là khó khăn trong những cái việc như vậy. Cho nên là con thấy trong cái cuộc sống thì cứ phải mình làm sao mà nó hài hòa được từ công việc đến lẫn tinh thần đời sống hay là tinh thần về Phật pháp. Khi mà mình biết đến cuộc sống cân bằng như vậy thì mình sẽ không bị căng thẳng và gia đình cũng vẫn được êm ấm hạnh phúc, các con cái cũng sẽ học tập theo những cái nếp sống an lành như vậy. Còn cái việc tu tập thì mình sẽ phải cố gắng mình tu tập biết đến giáo pháp càng tốt, càng sớm càng tốt ấy, để mà mình có những cái cải tránh tri kiến. Khi mà đến lúc về già mình không có bị hối tiếc cái này, hối tiếc cái kia, mà mình dễ chấp nhận hơn, bởi vì là nếu mà biết tu tập đó, thì sẽ biết cái sự chấp nhận và bằng lòng với mọi thứ nó diễn ra đối với mình, nó cũng không bị để cho mình sốc lắm, hay là không để cho mình phải bị khổ về cái tâm nhiều quá. Con xin có đôi lời như vậy. Giờ con xin được phép là con xuống mic, con dâng mic cho cô Metta và cô Metta điều hành Zoom ạ. Dạ, con xin phép. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn cô Pháp Nguồn rất là nhiều đã cho những cái chia sẻ rất là thiết thực qua hai câu Pháp Cú 155, 156 này. Thì cô đã chia sẻ rất là thiết thực. Dạ, cái vậy thì cảm ơn cô Pháp Nguồn Lạp Ca. Dạ, bây giờ xin mời cô Hạnh Kiểm nha. Meta nhiều mất cho cô Hạnh Kiểm.
cô Anh Kiện. Dạ, Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, xin kính chào quý đạo hữu tâm đạo tràng. Dạ, trước hết là con xin sám hối với đạo tràng, tại vì con ít có đưa tay tham gia được. Đến khi lúc mà cần đưa tay thì không kịp đưa tay, đến khi mà muốn đưa tay thì nó trễ. Thì cái câu kinh Pháp Cú này thì mọi người chia sẻ đầy đủ hết rồi, con cũng không có gì để chia sẻ thêm mà về cái câu kinh Pháp Cú này. Nhưng mà hồi nãy sư có đưa ra cái câu hỏi, thì cái câu hỏi của sư là chúng với cái ý của con nên là con mới có ý kiến. Câu hỏi đó cũng liên quan với cái câu kinh Pháp Cú này, nên là con xin nói về suy nghĩ của con để góp ý vào cái câu kinh Pháp Cú này. Đó là cái vẻ đẹp của một con người trong một ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Thì theo con ấy, thì như sư nói cũng đầy đủ hết rồi. Yeah. À, như giống như sư nói rồi, con nghĩ là đầu tiên con cũng như ý của sư giảng dạy, đó là một ngày an lành, sáng thức dậy mình phải có một cái vẻ mặt tươi sáng để chứng tỏ mình có một cái đêm rất là an lành. Thì buổi sáng cái vẻ đẹp của mình nằm trên cái gương mặt, mình làm sao cho cái gương mặt của mình nó đẹp, nó vừa sạch sẽ. Khi mà giấc ngủ là sau một giấc ngủ mình tỉnh táo mà nó còn có cái vẻ đẹp để chứng minh được cái giấc ngủ của mình rất là bình an, rất là an lành sau một ngày mệt mỏi hay gì đó, hay làm việc gì đó. Rồi đến buổi trưa thì đối với người có học hành, có thực hành, thì buổi trưa thì nó mình phải ăn đúng giờ, không có phi thời. Thì buổi trưa thì cái quan trọng của mình là làm cho cái thân thể mình nó được sung mãn, đó là mình ăn uống đúng giờ, không có phi thời, là buổi trưa cái vẻ đẹp mình tạo nên cái thân thể mình nó đẹp đó. Nó được sung mãn là mình phải ăn uống cho đầy đủ, cho no, và buổi trưa là nó ở cái phần bụng của mình. Buổi chiều mình phải quan sát, xem xét lại cái ngày đó mình cái thân khẩu ý của mình, làm mình phải xem xét cái thực hành của mình là làm mình quán niệm về cái giới, về cái thí, về những việc làm mình làm nên nó là có những gì thành tựu, những gì chưa thành tựu, những gì tốt đẹp, những gì mà nó đúng với lời dạy của Phật, thì mình tinh tấn mình làm cho tiến hóa. Còn những gì mình còn sai phạm, mình còn ô nhiễm, thì mình tinh tấn mình diệt trừ nó. Đó là sau buổi chiều. Còn buổi tối thì để cho có một cái giấc ngủ ngon, thì mình phải làm cho thân thể mình sạch sẽ, cho đôi chân mình sạch sẽ, để mình lên cái giường ngủ nó cũng được sạch sẽ. Thì trong một ngày một đêm thì đó là thân và tâm hoàn chỉnh. Thì thân tâm hoàn chỉnh thì mình đi ngủ vào giấc ngủ mới được an lành. Mình có một cái giấc ngủ an lành thì buổi sáng mình thức dậy thì cái cuộc đời nó sẽ tươi đẹp. Thì giống như cái câu kinh Pháp Cú 156
nếu mà lúc trẻ mình tinh tấn, mình hành trì mãi cho đến về sau, thì khi mình ra đi mình cũng có được một cái chết an lành, rồi đến một cái cảnh giới tái sanh cũng an lành. Thì cũng như vậy, một ngày mình tinh tấn, mình hành trì pháp, thì mình có một cái giấc ngủ an lành, và sáng lại mình sẽ có một cái ngày mới, một cái cuộc sống, một cái thân thể, một cái gương mặt cũng đẹp đẽ an lành. Dạ, thì ý con là như vậy, con chia sẻ đến đạo tràng như vậy ạ. Dạ, con xin chân mít cho đạo tràng và xin mời vị khác ạ. Dạ, sa thú cô Hành Kiểm đã chia sẻ rất là thiết thực quý vị. Dạ, như hồi nãy thì sư nói là vẻ đẹp của con người buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi buổi chiều là như thế nào, thì cũng rất là thiết thực, cũng rất là tốt mà cô Hành Kiểm đã cho thêm những cái lời chia sẻ này cũng rất là hay quý vị. Dạ, buổi sáng thì chúng ta làm cho mặt mày chúng ta sạch sẽ. Dạ, trở nên đẹp thì để coi như là chúng ta qua một đêm đó đã được an lành. Rồi buổi sáng thì được mặt mày tươi vui, sạch sẽ. Rồi đến buổi trưa thì chúng ta phải ăn uống cho đầy đủ để mà bồi dưỡng cho sức khỏe của mình, để có sức khỏe mà làm việc. Rồi đến buổi chiều, buổi trưa, rồi buổi chiều thì chúng ta phải quán lại những cái điều mà chúng ta đã làm về bố thí, về cái giới, coi mình đã làm được gì, cái điều nào tốt, cái điều nào chưa tốt. Rồi đến buổi tối thì chúng ta cũng làm cho cái thân người của mình sạch sẽ để mình đi ngủ được giấc ngủ an lành. Và mình có cái niệm như vậy đó, và có cái kiểm tra lại buổi chiều, buổi tối đó, mình coi cái việc gì mình đã làm tốt thì mình tiếp tục mình phát huy, còn những cái nào mà mình làm chưa tốt thì mình cố gắng mình loại bỏ những cái không được tốt, rồi mình sẽ làm cho cái tri kiến của mình đó càng ngày thì nó càng được cải chánh cả. Thì như vậy thì quá tốt. Và cảm ơn lời chia sẻ của cô Hạnh Kiểm rất là nhiều. Và bây giờ thì cũng không còn nhiều thời giờ nữa đâu quý vị ơi, còn có 13 phút nữa thôi. Thì Meta xin mời quý vị nào chưa có chia sẻ thì cứ lên chia sẻ giùm. Dạ, Meta xin kính mời ạ. Dạ, Meta cũng kính mời quý sư. Như là sư bữa nay thì quý sư cũng đã vào đạo tràng rất là nhiều. Con nhớ là có sư Pháp Trang nè, rồi sư Phước Thạnh, rồi sư Phước Sang, rồi sư Tuệ Đức. Rồi các cô thì có cô Phúc Hạnh, rồi cô Như Pháp. Thì xin quý sư cũng như quý cô và cũng như quý vị và tiếp tục chia sẻ đi, thời gian cũng sắp hết rồi quý vị. Dạ, con xin nhường mic cho đạo tràng ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Sa thú, Sik Mita. Hôm nay Sik Mita chủ trì câu Phật ngôn 155, 156. Khi đưa ra hai câu Phật ngôn này cùng một ý nghĩa, một duyên sự, và đây cũng là một điều thích hợp đối với Sik Mita, bởi vì ở đây nói lên cái phẩm già mà đạo tràng của chúng ta thì những vị còn trẻ nghe nói tới chữ già thì thấy nó vẻ bi quan yếm thế, nó không thích hợp.
Cho nên quý vị đó không có quan hỷ, không đưa tay tham gia. Nhưng mà riêng Sức Mê Ta, khi nghe ý kiến của Sức Kiếm, Sức Thành Kiếm, Sức Pháp Nguồn, vân vân, thì bây giờ đúc kết lại, khi mà Sức Mê Ta làm là chủ tình hình cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay, bây giờ Sức Mê Ta cho biết cái cảm tưởng và ý kiến của những vị kia, một cái sự đúc kết trung thực, để thấy rằng khi mà chúng ta lên sinh hoạt trong đạo tràng, có mấy sư hoặc là không có mấy sư, quý vị vẫn lên sinh hoạt một cách coi như là nhuần nhuyễn, thuần túy về Phật Pháp, thì đây là một cái điều mà để quý vị đứng vững trên đôi chân của mình. Đừng nghĩ rằng vô cái room sinh hoạt Phật Pháp này có mấy sư hướng dẫn thì chúng ta sinh hoạt, còn không có mấy vị sư đến với đạo tràng thì chúng ta ngồi chơi xin nước à, không được. Thì bây giờ hôm nay Sức Mê Ta cảm nhận như thế nào khi mà đứng ra để điều hành một cái room để cái sự sinh hoạt của chúng ta được tốt đẹp, nhưng mà đúng theo ý nghĩa Phật Pháp, có nghĩa là ca lê nó thầm mát xà cách xà, tức là khi tụ họp lại với nhau thì chúng ta phải nói lên những cái điều lợi ích, nói lên ý nghĩa của sự tu tập, chứ không phải khi gặp nhau là chúng ta nói chuyện tào lao. Thì hôm nay Sức Mê Ta có cảm tưởng như thế nào khi mà điều hành một cái chương trình như thế này? Rồi mời Sức Mê Ta cảm nhận và đúc kết câu Phật ngôn mà Sức đưa ra. Mời Sức Mê Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sàng Khà Gia. Dạ, Ngài giao cho con cái trọng trách này, con thấy cũng nặng đó Ngài. Dạ, nhưng mà thì con cố gắng. Dạ, con thì trí tuệ con cũng đã già, đã kém rồi Ngài. Thành ra bây giờ con nhớ được cái gì thì con đúc kết lại cái nấy thôi. Chứ cái cảm tưởng của con, Ngài nói, biểu con nói cảm tưởng là đứng ra đảm trách cái phần mà đúc kết hôm nay, thì con thấy là con thật sự mà nói là con cũng rất là sợ phải làm cái nhiệm vụ này lắm Ngài. Nhưng mà chẳng may là nó tới phiên của con. Hôm nay con đọc kinh lễ bái Tam Bảo và đúng đến cái thời điểm mà cái phẩm này phải đúc kết. Thì nhưng mà thật sự là con rất là sợ lắm Ngài. Nhưng mà thầy con cố gắng, con làm hết sức con thôi. Chứ con rất là sợ phải làm cái nhiệm vụ này lắm. Dạ. Con phát nguồn cũng động viên với ta thôi. Chứ thật sự là con cũng rất là sợ cái nhiệm vụ này lắm. Dạ, thì nãy giờ như từ đầu thì con đưa lên câu Pháp Cú 156. Và con cũng đã nói lên cái ý nghĩa của câu Pháp Cú này. Rồi con cũng có chia sẻ một chút ít, rồi đến cô Kim, rồi đến cô Pháp Nguồn, và rồi nhất là con cũng rất là hoan hỷ với cô Pháp Nguồn là đã có cho biết thêm những cái điều mà như là đối với con người của chúng ta thì thời thiếu niên, rồi trung niên, rồi lão niên thì có những cái vô thường nó đến, là sức khỏe nó như thế nào, rồi phải làm việc, phải cho nó hòa hợp giữa thể xác và tinh thần như thế nào, rồi phải ngơi nghỉ như thế nào, rồi tu tập như thế nào. Thì mấy cô, tất cả ba cô Kim thì đã chia sẻ rất là nhiều, rất là đầy đủ. Ngoài những hai câu này thì cũng có chia sẻ thêm về những điều mà Đức Phật đã dạy qua những câu Pháp Cú trước.
rồi cô Pháp Nguồn thì cũng chia sẻ cũng rất là nhiều. Rồi riêng cuối cùng thì cô Hạnh Kiểm chia sẻ cái điều này, con cũng rất là tâm đắc với cái điều mà cô Hạnh Kiểm đã chia sẻ. Thì con xin tổng kết lại thì tất cả quý vị trong đạo tràng chắc chắn cũng như mấy cô đã chia sẻ thì ai cũng đồng ý là thực hành theo giáo pháp của Đức Phật là Đức Phật đã dạy. Thì lúc trẻ cũng như trung niên hay là thời lão niên thì chúng ta cố gắng, thời trẻ thì có thể là phải học hành để hiểu biết, rồi từ đó mà chúng ta có được cái nghề nghiệp hay là công ăn việc làm thì chúng ta phải cố gắng tận dụng, làm hết sức mình rồi để mà tạo nên cái tài sản. Rồi đồng thời nếu mà có biết được đạo pháp thì rất là tốt. Rồi đến thời trung niên thì cũng vậy, cũng phải cố gắng làm việc, rồi cũng tu tập để tạo nên những cái thế sản, rồi thánh sản, rồi dạ thế sản, rồi con nói tới đây con quên, thế sản, rồi tới thiên sản, rồi mới tới thánh sản. Dạ, trong ba thời này, thời thiếu niên, thời trung niên và thời lão niên thì cố gắng làm việc hết mình, rồi phải cố gắng tu tập, thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Thì có như vậy thì mới có được những cái đầu tiên là thiên sản, đầu tiên là thiên sản, nhân sản, rồi mới tới thiên sản, rồi mới tới thánh sản, để mà chúng ta khỏi có đi vào bốn đường ác đạo. Và nếu chúng ta tu tập được tốt thì có thể là đi đến con đường giải thoát. Rồi nhưng mà con tâm đắc nhất là cái chia sẻ của cô Hạnh Kiểm, thì cũng tụ trung là cũng dựa vào hai cái câu pháp cú này. Thời thiếu niên thì chúng ta cố gắng thôi, con nói về những cái điều mà cô Hạnh Kiểm chia sẻ đi, và cũng dựa theo cái câu mà ngài đã nói khi nãy là làm con người thì vẻ đẹp buổi sáng là ở chỗ nào, buổi trưa thì ở đâu và buổi tối thì ở đâu, thì cô Hạnh Kiểm dựa vào đó mà chia sẻ thì con rất là tâm đắc. Là buổi sáng thì chúng ta cũng cố gắng làm sao cho gương mặt chúng ta sạch sẽ, gương mặt chúng ta đẹp, để điều đó chứng tỏ rằng qua một đêm đó chúng ta đã được an lành. Rồi buổi trưa thì đương nhiên là chúng ta cố gắng làm việc rồi thì đó không nhắc đến nữa. Thì chúng ta buổi trưa thì chúng ta ăn uống cho đầy đủ để có sức khỏe và tiếp tục làm việc. Rồi buổi chiều thì chúng ta quán lại coi những điều gì chúng ta đã làm được về bố thí, trì giới hay là tất cả những cái pháp hành thiền, hay như tất cả những cái điều thập thiện đó, thì chúng ta quán lại coi chúng ta đã làm được những gì và những gì còn thiếu chưa làm được. Thì những gì mà làm được thì phải phát huy, và những gì chưa làm được thì phải bổ sung hoặc là phải loại bỏ những cái điều không tốt. Rồi buổi tối thì cũng phải làm cho cơ thể được sạch sẽ để mà lên có được giấc ngủ an lành. Thì nếu mà được như vậy thì con người chúng ta có được cái niệm và có được tinh tấn và quán niệm như vậy, thì chúng ta sẽ loại bỏ những cái điều bất thiện mà qua thân khẩu ý. Thì như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được phước báo. Và cái điều đó thì con đã tổng kết lại là như vậy. Thì bây giờ cũng sắp hết giờ rồi, và con cũng kính cảm ơn ngài, cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con ôn lại cái phẩm già
và đã có những lời chia sẻ rất là hay, rất là thiết thực. Thì con xin cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng, và mong rằng lần sau nếu mà hết cái phạm tới thì chúng ta cố gắng mà mỗi người một ý kiến để mà đóng góp cho đạo tràng chúng ta càng ngày càng được tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và con kính tri ân Ngài, tri ân tất cả quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, và con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng. Và con xin trả máy lại cho Ngài ạ. Sa thú chích mê ta. Giống như Sĩ Ca Pháp Nguồn vừa chan lên, Sĩ Ca ta rất là tuyệt vời. Đối với câu Phật ngôn 156 kết thúc với phẩm già, nhưng mà Sĩ Ca ta đâu có già. Tại sao không già? Những người còn trẻ tuổi quên trước quên sau, lú lẫn rồi đổ thừa cho cái vấn đề coi như mất dịch. Tôi chích mũi ba rồi, cái nén quên trước quên sau, lững lững. Những cái người đó coi như già trước tuổi ha. Còn bây giờ xin mấy ta năm này 78 tuổi rồi ha, 78, 79 vậy đó. Mà quý vị thấy đâu có già, vẫn còn minh mẫn, vẫn còn coi như sáng suốt, rồi điều hành một cái chương trình như thế này, rồi đúc kết lại. Quý vị thấy quan hỷ không? Mong rằng trong cái kết thúc một phẩm nào đó, quý vị hãy bất giới nghe Sĩ Mê Ta, cứ thế mà làm, cứ thế mà làm. Bởi vì hôm nay Sĩ Mê Ta rất là hoàn hảo. Và tại sao? Trong cuộc sống của chúng ta bị vô minh, bị ái dục, bị phiền não chi phối, để rồi trong sự tu tập của chúng ta buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu và quên không được. Đây là những điều quan trọng, những điều quan trọng. Buông đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Thì hôm nay xin được kết thúc nơi đây, và cũng để cho Sĩ Mê Ta thấy rằng điều hành một cái chương trình sinh hoạt trong một cái room rất là khó, rất là khó. Mà khi mà chúng ta đụng những cái khó khăn này, chúng ta mới có được cái sự thông cảm. Quý vị đến với cái room này, đó là một cái điều chúng ta rất là trân trọng. Họ mến mình, họ có duyên với mình, họ thương mình, cho nên họ mới đến với cái room này. Họ chứng minh không phải là không có ý kiến. Họ quan sát chúng ta, họ chấp nhận để cho chúng ta nói, không bị cà chua hoặc là trứng thối quăng lên ha. Thì đó là một cái điều mà chúng ta nên trân trọng mà thính giả. Bởi vì họ ngồi họ nghe, nhưng mà thật sự ra họ đang học hỏi. Khi nào mà chúng ta có những điều bất kính thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự thật phũ phàng. Nhưng mà thường thủy chúng ta sinh hoạt với Phật giáo, không đả kích, không nói xấu, không bài bác, không buông, không người mà thật mà nói lên, mà tu tập, thì như vậy sẽ đem lại lợi ích cho chính bản thân mình và cho tha nhân. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Với phước lành chúng ta học những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống chúng ta thường nhật, để có được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn đúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền được an lành vĩnh lạc. Ê tê nà sa cha va che na so ti vô phổ tu sa ma đà
Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xin phép quý vị chúng tôi xin được đóng room ạ.